Không chỉ riêng vụ án đánh bạc, mà còn nhiều vụ án khác nữa. Thẩm phán chúng ta sẽ phải đối diện với các hành vi đe dọa, khủng bố. Nếu như ai cũng xin rút, thì liệu tòa án có còn là nơi để bảo vệ công lý nữa hay không? Tôi cũng chỉ có một sinh mạng, một cuộc đời. Và tất nhiên, cũng biết sợ trước những mối đe dọa luôn rình rập xung quanh mình chứ. Nhưng nếu tôi hèn nhát, thì 10 năm trước tôi đã không quyết tâm bước vào con đường này. Bây giờ chính thức trở thành trợ lý của bố rồi, cho nên là dù muốn hay không, vẫn phải mở rộng giao tiếp để học hỏi và thiết lập các mối quan hệ có lợi cho công ty. Như vậy thì tốt quá. Hay là Trang chọn lên công ty Blue Sky làm đối tác truyền thông đi. Như thế thì mình có thể liên kết với nhau để cùng phát triển. Mày là Liên, thư ký tòa án Tân Phú phải không? Các chị là ai đấy? Này, chị làm gì đấy? Con ơi! Chị làm gì đấy hả? Tại sao mày cướp chồng của em gái tao? Chồng chị là ai? Chồng tao là ai thì mày quá biết rồi. Để cho nó về, nó bỏ bê gia đình và con như thế ạ. Cũng khốn ạ. Chị nhầm hết rồi. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Cháu không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta.